mua luôn, nó có sẵn tại đâu có từ tâm bão tới vành cái các tên về phía vùng biển của ta. Cái vùng biển của ta thì về cơn bão này, ở các trung tâm đến đường đi cơn bão này là chính xác. Như các đồng chí đã kiến được cơn bão này khả năng, thời gian và địa thế chúng ta thì khoảng đến 1:30 đến 6 giờ. Xin phép chủ trì cho em hôm nay được nói hơi nhiều chút. Cái cường độ, chúng ta được xin phép được nói trong này, rồi là đắp kinh này. Qua cái hồ này hiện nay là rất trước hết một tấp hồ chứa đó, thì có tức là hiện nay là có 3 cái hồ chứa, một là cầu dạ. Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố Bà Rịa theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, cảnh báo kịp thời cho dân. Còn nếu như việc